Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam Mô Ngũ Quang Đường Thượng Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư. Tác đại chứng minh. Ngưỡng Bái Bạch Trên Ni Trưởng Viện Chủ, Ni Sư Phó Viện Chủ và Chư Tôn Thiền Đức Ni tại Bổn Tự. Tác đại chứng minh. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay tiếp tục đầy đủ duyên lành, thầy trò của chúng ta có nhân duyên gặp lại. Thì trước khi vào buổi pháp thoại, thầy xin chân thành kính chúc các vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân an, tâm lạc và gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Hôm nay ngồi trong pháp tòa hơi hồi hộp. Hừng sáng là đi qua sớm lắm, đi nửa chừng cái nó bể bánh xe. Nay sao nó xui không biết nữa. Hên là nó bể ngay gần cái chỗ của ông giá xe, cho nên nếu mà không mà gần đó dắt xong rồi là nó sẽ mất hết một lượng thời gian. Rồi đi tới cái cầu của mình đây nè, cỡ này cái xuống góc cầu nó bít cái đường quẹo ngang rồi, cho nên phải chạy thẳng xuống luôn. Nó chạy thẳng xuống hết cái con lương rồi quay trở lại, vòng trở lại thì kẹt xe tiếp tục. Cho nên đi tới đây là 6:55, hên quá còn 10 phút để thở. thì tới đây là còn 5 phút nữa để thở, nhưng mà thật sự nói thở có 5 phút cũng chưa đủ, cho nên giờ tiếp tục thở chút xíu nữa. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, chắc lẽ thầy trò của chúng ta có duyên á, cho nên mà khi về chùa Ngũ Quang giảng á, phải nói là không khí nơi này nó làm cho mình cảm thấy là ấm áp, gần gũi. Nó có cái gì đó mà mình không thể nào mà mình diễn tả hết được cái cảm xúc. Chắc có lẽ là thầy trò của chúng ta cũng đã từng gặp nhau ở nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ rồi, cho nên bây giờ á, mình mới có được những cái cảm giác mà nó thân thiện như thế. Chính vì cảm giác này á, nó rất là quan trọng, rất thiêng liêng. Và thầy cũng mong là thầy trò của chúng ta qua những bài giảng, chúng ta cũng phải nói là nương về nhau để mà tu tập, để ai cũng có cái sự chuẩn bị, cái sự mẫu mực trong tu tập, và ai cũng đạt được nhiều quả, cái hiệu quả tốt. Thầy lúc nào cũng kính mong như vậy. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này, ai cũng có một cái nghiệp và cái phước riêng biệt. Không ai lãnh nghiệp cho ai, và cũng không ai mà xâm phạm cái phước của nhau được. Ví dụ như mình mà gặp nghiệp chướng rồi, dù cho mình chạy đường trời cũng không tránh khỏi. Mà thí dụ mình đã có phước rồi, thì mình sanh hay là mình sống ở cái nơi phải nói là khỉ ho cò gái như thế nào cũng có phước. Cũng như bản thân của thầy, mình cũng có đầy đủ phước duyên, cho nên mình được sanh lên một cái ngôi nhà ở gần chùa. Chính vì thế là tuổi ấu niên mà mình đã được gặp Phật Pháp rồi. Mình đã được gặp Phật Pháp và đã được sinh hoạt gia đình Phật tử ở những độ tuổi là 11, 12, 13, 14, là mình đã sinh hoạt gia đình Phật tử. Đó là mình cảm thấy là mình có phước. Còn những người mà thiếu phước á, thì người ta sẽ gặp Phật Pháp ở những độ tuổi là trung niên, muộn hơn nữa là lão niên. Nhưng mà mình cảm thấy là mình gặp Phật Pháp ở những cái thời ấu niên là thấy có phước. Và kính thưa quý Phật tử, những lúc mà thầy đi sinh hoạt gia đình Phật tử như vậy, thầy hâm mộ nhất là ba người: một vị huynh trưởng và hai vị huynh phó. Hai vị huynh phó thì một nam một nữ. Thầy rất là hâm mộ ba cái vị này. Ba cái vị này phải nói là dạy những cái bài pháp căn bản cho những em nhỏ gia đình Phật tử, dạy rất là hay. Chẳng hạn như là dạy về lịch sử cũng như là cuộc đời Đức Phật đó. Rồi dạy cho mình những kiếp tiền thân của Đức Phật, như là Sử Tích Chiêm Anh Vũ, hoặc là Đôi Mắt Thái Tử Konala, vân vân, rất nhiều.
Và phải công nhận là các huynh mình á, thông pháp rất là giỏi, giảng pháp không thua gì quý thầy quý sư cô. Cho nên đối với các vị này á, thầy rất là hâm mộ, giống như là mình thần tượng ca sĩ vậy à, mình rất là thần tượng. Nhưng kính thưa các Phật tử, đùng một cái tự nhiên cái mình nghe cái tin là cái chị huynh phó nè, cổ mới vừa đánh ghen thằng Ngã Tư, tại vì cổ lớn hơn chồng cổ tới 4 tuổi, thì cổ ở với chồng cổ chỉ đúng một đứa con thôi. Thì cổ lớn tuổi rồi, cổ tự suy nghĩ là phải nói là chắc mình lớn tuổi cho nên chồng mình á không còn thương mình, thương người khác rồi. Cái này là do cái suy nghĩ của cổ thôi. Cho nên á, chồng của cô làm việc ở cơ quan, thì trong cơ quan này cũng có nhiều đồng nghiệp, có nam có nữ, có những người có chồng cũng có, những người chưa chồng cũng có. Đó, thì những cái người chưa chồng như thế này nè, có một vị ở gần nhà của cô, có nghĩa là tôi muốn đi ngang nhà của cô huynh phó này là phải đi ngang nhà của cô bạn đồng nghiệp của chồng trước. Và cứ như thế, không biết là cái cô bạn đồng nghiệp của chồng á là xe cổ mất hay là xe cổ hư như thế nào á, thì mình cũng không có tìm hiểu. Nhưng mà mình nghe nói á là có một tuần đó, cái ông chồng này, ông chồng của cô huynh phó này hay chở cái cô đồng nghiệp chung đi về. Có nghĩa là chiều làm việc xong cơ quan rồi là cái cô bạn đồng nghiệp có gian về, có gian về. Thì kính thưa các Phật tử, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày không có gì. Nhưng mà từ khi cái cô huynh phó này cô nhìn thấy rồi, đầu cổ nổi máu ghen, ấm ức, tức, rồi nổi lên cái suy nghĩ như vừa rồi thầy nói á, chắc có lẽ mình lớn tuổi hơn chồng mình đó, mình lớn hơn, mình già hơn hay sao đó, cho nên giờ chồng mình suy nghĩ là phải nói là không còn mặn mà tình cảm với mình, cho nên chồng mình quen người khác. Đây là do cái định kiến của cái cô huynh phó này thôi, chứ thật sự cái người chồng thì không suy nghĩ gì. Người chồng cứ bình thường, ở chiều đi làm về, cái cô đồng nghiệp xin có gian thì cũng cho thôi, cũng cho có gian thì chạy ngang tới nhà để thả xuống chạy về bình thường. Và tới ngày thứ tư thứ năm, kính thưa các Phật tử, cô huynh phó này cô chịu hết nổi rồi, cô canh me để cô đánh cô này. Đó, có nghĩa là cổ có cái sự chuẩn bị sẵn rồi, thì khi mà anh chồng chở cô này về, vừa tới ngã tư đèn xanh đỏ, đèn đỏ thì ngừng lại, là cô nhào ra cô đánh, cô nếm tóc mà cô quào mặt ta sưng hết, chạy chỗ hết, chạy nhan sắc nó đẹp mà chạy chỗ thì còn gì nữa. Đó, thì kính thưa các vị, quýnh như thế giữa đường phố ai cũng nhìn hết chứ, ai cũng nhìn và người ta xúm lên ta can, người ta can xong xuôi rồi thì cô này cô quạo quá, cô bị đánh á, cô đi xe ôm về nhà. Còn cô huynh phó này thì chồng chở về nhà, thì vừa về tới nhà là cái cô bên này nè, cái cô bị đánh là cô kéo cả dòng họ của cô đi lại bao vây nhà cô này nè. Lý do là sao quýnh con tôi? À, cha mẹ người ta hỏi lý do là sao quýnh con ta? Có gian về thôi mà cho không cho thôi, chứ làm gì mà cô làm gì mà cô quýnh vậy? Ta xúm lại người ta nói bây giờ phải cho cô này một bài học, có nghĩa là phải đánh te tua đó. Tại vì con gái người ta mà tự nhiên quýnh giữa đường giữa xá như vậy, ta mắc cỡ chứ. Còn gì là cái danh dự của người ta? Cho nên ta kéo cả dòng họ lại bao vây nhà cô huynh phó này, ta quýnh cô huynh phó này. Lúc này cái người chồng, nếu không có người chồng là chết với cô này, kính thưa các Phật tử. Bây giờ gia đình người ta làm dữ, các anh chồng này, anh quỳ xuống xin lỗi cô đồng nghiệp. Vì cô đồng nghiệp này cứ nghĩ tình, phải nói là anh em làm trong cơ quan, mà anh đã hạ mình vì vậy, anh quỳ xuống anh xin lỗi rồi. Cho nên cô đồng nghiệp này có mới kêu gia đình có bỏ qua kéo về. Nếu không là cô huynh phó này cũng mềm mình rồi, kính thưa các Phật tử. Và như thế cái chuyện này mọi người xung quanh mới mỉa mai. Người ta nói cô này là Phật tử thuần thành. Cổ là Phật tử thuần thành mà cổ còn như thế. Nếu như cổ không phải là Phật tử thì sự việc nó sẽ như thế nào nữa? Các Phật tử nghe nói các Phật tử cảm thấy đau không? Thì cái việc này trong vòng mấy giờ đồng hồ thôi,
cả địa phương đều biết sư phụ Quy Tam Bảo của cô này, biết liền. Huynh đệ cảm thấy hơi buồn, buồn nhất là vị sư phụ quy y cho cô. Lúc này cô phải nói là theo thầy biết, chính xác hơn là cổ khoảng 44-45 tuổi. 44-45 tuổi. Đó là một chuyện. Đó là một chuyện của cô huynh phó này. Xong rồi tiếp tục tới anh huynh phó. Cái đọc chỗ này nè, nó trùng hợp với nhau đó. Nhưng mà xin phép là không nói tên, không nói chùa. Thầy mà nói tên nói chùa ra coi chừng thầy mà về chỗ đó nó kỳ lắm. Tại vì tại cái nơi này thầy còn trở lại nữa, mà trở lại nhiều lần chứ không phải là trở lại một lần đó. Cho nên xin phép được giấu tên giấu chùa, tại vì mình mong có ngày được trở lại. Đó, thì kính thưa các Phật tử, tới cái anh huynh phó này, anh huynh phó phải nói là gia cảnh điều kiện cuộc sống khá giả, cho nên anh ta rất là thành công và làm được rất là nhiều công việc Phật sự lớn lao. Đó, chính vì thế mà được quý sư phụ phải nói là rất là kính mến, rất là trân trọng, nói chung là rất là thương yêu đó. Thì huynh đệ cũng như thế, những Phật sự anh ta đều làm thành công. Sinh hoạt gia đình Phật tử phải nói là nề nếp, rất là phải nói là trang nghiêm. Rồi tiếp tục tiếp tục một chuyện lạ xảy ra nữa, là ai cũng tưởng anh ta là người mẫu mực đó, cho nên ai cũng thích mến. Nhưng tiếp tục đụng cái nữa, anh ta có một cô vợ nhỏ, và vừa làm xong cái đám đầy tháng cho đứa con. Kính thưa các Phật tử, thì cái nỗi buồn nặng nề nhất, cái nỗi buồn nặng trĩu nhất là nỗi buồn của người vợ lớn. Giây phút này thì người vợ lớn ở với cái anh này là có 3 đứa con đang học đại học trên Sài Gòn. Cổ biết lâu rồi, nhưng cổ không nói là tại vì cổ thương 3 đứa con đang học trên Sài Gòn. Nếu nói ra thì vợ chồng xích mích cự cãi, rồi khổ ai? Khổ 3 cái đứa học trên Sài Gòn này. À, cho nên cổ vì cái tình thương đối với con, cho nên cố gắng chịu đựng. Nhưng mà cái sự việc này nó cũng không bể đâu. Nhưng mà tại do là tổ chức cái đám đầy tháng cho con á, cho con của vợ nhỏ, cho nên bể. Mọi người biết thì mới bể. À, thì cái sự việc này tiếp tục huynh đệ nghe hết trơn. Huynh đệ nghe hết, trong lúc đó có thầy nghe nữa. Nhưng tuổi mình còn nhỏ mà, mình đâu có hiểu biết như thế nào. Nhưng mà mình thấy như vậy thì mình cũng cười hề hề thôi, đâu biết gì đâu. Đó, nhưng mà sư phụ tiếp tục là người buồn. Thì kính thưa các Phật tử, qua hai cái câu chuyện này, thầy muốn gửi đến quý nam nữ Phật tử một cái điều nho nhỏ rằng, giáo lý của Đức Phật dạy nó không bao giờ sai, mãi mãi không bao giờ sai, từ lúc Đức Phật thành đạo cho tới bây giờ và mãi mãi về sau không bao giờ sai. Nhưng chỉ có con người chúng ta thực hành sai. Và hai cái nhân vật trong hai câu chuyện thầy vừa kể là một minh chứng. Cho nên á, mình tu theo Phật, mình đọc nhiều, học nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, mà mình chỉ học lý thuyết mà thôi, mình không có ứng dụng, không có va chạm thực tế, cho nên cái nội lực của mình nó yếu xìu. Mình không có va chạm thực tế cho nên mình chưa biết mình như thế nào, mình tu tới đâu. Chính vì thế mà khi mà gặp những cái chướng duyên rồi á, chúng ta rất là dễ bị sa ngã. Và khi mình đã bị sa ngã rồi á, thì mình làm trò cười cho những người xung quanh. Và hai cái nhân vật trong hai câu chuyện là một minh chứng. Và cũng từ hai câu chuyện này, thầy muốn gửi đến quý nam nữ Phật tử nội dung bài giảng với tựa đề Mình tu tới đâu rồi. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý Phật tử, khi các vị, khi chúng ta nè còn ấu thơ, chúng ta học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 5, lớp 10, lớp 12, rồi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, thì khi mình học càng cao như vậy thì cái nền tảng kiến thức, nhận thức, tri thức của mình nó sẽ tương đối chính xác hơn rất nhiều đối với những lúc mình học lớp 5, lớp 10. Cũng như cái suy nghĩ của mình ở cái độ tuổi mình học, mình vừa lấy bằng tiến sĩ xong rồi, thì cái suy nghĩ lúc này nó sẽ hơn rất nhiều đối với những cái suy nghĩ lúc mình còn học lớp 5, lớp 10. Đúng không các Phật tử? Nó suy nghĩ khác rất nhiều. Cũng như quý thầy, quý sư cô đi vào
trong chùa tu học, các vị nên nhớ đâu phải là sung sướng đâu. Phải học sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng, đại học, tiếp tục nữa là thạc sĩ, tiến sĩ. Phải học, phải trải qua nhiều cái lớp Phật học như thế rồi mới có một cái sự chính xác, cộng với cái sức lực tu hành, mới có những sự truyền đạt cho các Phật tử tu, nó không lầm đường lạc lối, nó không mê tín. Thì cũng giống như công việc làm ăn của các vị hàng ngày, các vị làm bất cứ ngành nghề cơ sở, những lần đầu tiên á, thì các vị bị thất bại, nhưng những cái lần thất bại này các vị sẽ rút kinh nghiệm thành công ở những lần, phải nói là làm sao những lần tiếp theo. Có nghĩa là cái kinh nghiệm nó giúp cho các vị phải là thất bại đầu tiên và thành công ở tương lai. Thì bây giờ quý nam nữ Phật tử chúng ta là những người đi chùa 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm, 30 năm, có người còn hơn thế nữa. Như vậy thì các Phật tử là những người có nền tảng tu tập lâu như vậy rồi. Có khi nào các vị tự nghiên cứu, tự chiêm nghiệm, tự quán tưởng, mình thử nghĩ xem lại coi mình tu tới đâu rồi chứ? Hả? Có bao giờ các vị suy nghĩ, nhìn lại bản thân mình là mình tu tới đâu rồi chứ? Có chưa? Diệu Hưng có chưa? Lát hát nghe Diệu Hưng. Hả các Phật tử? Các vị có suy nghĩ không? Các vị có nhìn lại bản thân mình là mình tu như thế nào, mình tu tới đâu rồi chưa? Có không? Hay là mình lo nhìn ở ngoài không, nhìn trước mặt không mà không nhìn lại mình? Trên bước đường tu mà mình nhìn trước mặt, mình nhìn bên trái, nhìn bên phải, không nhìn lại bản thân mình, thì những người này sớm muộn gì cũng xuống hố. Sớm muộn cũng xuống hố thôi. Không sớm thì muộn, có nghĩa là sẽ có ngày xuống hố. Đó. Sẽ có ngày xuống hố. Sở dĩ thầy hỏi câu này á, sở dĩ cái tựa hôm nay mình giảng mình tu tới đâu rồi, và sở dĩ thầy hỏi cái câu này là tại vì, kính thưa các Phật tử, thầy thấy có một số Phật tử như thế này. Ở những ngày tháng đầu tiên á, vào chùa để mà tụng kinh niệm Phật á, nhìn rất là dễ thương, rất là dễ mến. Lúc này cái tâm hồn của những Phật tử nó rất là phải nói là dễ chịu, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng mà khi đi chùa lâu năm dài tháng này, ta gọi là quen nước quen cái rồi đó. À, lúc này nó có nhiều chứng bệnh lắm. Lúc này ngộ nó có nhiều chứng bệnh lắm. Cái chứng bệnh thứ nhất là hay xem thường. Một chứng bệnh thứ hai nè, nói Phật tử đừng có giận nha. Chứng bệnh thứ hai mình phạm hay nhiều chuyện mà. Có không? Không biết nói này xong về được hay không nữa. Cũng hơi rung quá. Cái chứng bệnh thứ hai là hay nhiều chuyện. Cái chứng bệnh thứ ba là giành chỗ ngồi. Chứng bệnh thứ tư là thiếu cái sự nhẫn nhục. Chứ chứng bệnh thứ năm là háo danh. Ở những ngày tháng đầu tiên đi chùa, thầy bảo đảm các Phật tử không có bị những chứng bệnh như thầy vừa nói. Như sau thời gian đi chùa, tự nhiên những chứng bệnh này nó mọc lên. Như vậy là sao kỳ ta? Nói ngộ nha. Mình tu đáng lẽ mình phải thay đổi, mình chuyển hóa những cái mình đang, tâm hồn của mình nó đang như tờ giấy trắng, nó đang đẹp, tự nhiên cái mình tu thời gian cái bị nhiễm, chỗ này chấm đen, chỗ kia chấm đen. Như vậy thì tốt hay xấu? Xấu, xấu chứ sao tốt được. Quá xấu đi. Chẳng hạn như ở cái bệnh đầu tiên là cái bệnh xem thường nè. Chứng bệnh xem thường, khinh thường này. Mình ỷ mình á, mình học cao, học giỏi về cái mặt thế học. Cho nên mình vào chùa cái mình nhiều khi mình có cái suy nghĩ là quý thầy biết cô trình độ thế đâu. Cho nên mình nói chuyện đôi lúc nó hơi cống cao ngã mạn, xem thường cái dễ. Hoặc là mình thân thiện với quý thầy với cô quá, thì trong lúc nói chuyện cái mình xem quý thầy với cô như là bạn của mình nhé. Nói chuyện nó thiếu sự tôn kính, nó thiếu sự tôn kính. Từ cái chỗ xem như là bạn, thiếu sự tôn kính, đôi lúc cặp cổ với thầy với cô luôn. Nó ngộ vậy ta. Chỗ này nó ngộ lắm nè. Thầy thấy có những vị Phật tử thân thiện quá, cái vừa đi với sư cô cái cặp cổ, sư cô đi với mình là hai chị em nhé. Và thầy cũng từng bị đó. Thầy cũng từng bị là cái cặp cổ thầy đó. Nhiều khi mình không có nói, mình nói sợ Phật tử buồn, sợ nhột. Nhưng mà trong lòng mình suy nghĩ, ủa sao ông này không dám cặp cổ mình vậy ta? Mình cặp cổ ổng thì được, chứ sao ổng cặp cổ mình thì ngộ ha.
Thì từ những cái hành động như thế này, cái sự thiếu tôn kính, kính thưa quý nam nữ Phật tử, từ cái chỗ thân thiện, từ chỗ thân thiện quá rồi mình có những cái lời nói xem như bạn bè, từ chỗ thân thiện quá mình xem thường quý thầy quý sư cô. Như vậy đây là một cái chứng bệnh này, ngã mạn này. Cái chứng bệnh này chúng ta phải nên bỏ. Nếu như Phật tử nào mà có gặp những cái chứng bệnh này, có mắc phải chứng bệnh này, thì A Di Đà Phật gỡ xuống nha, chứ đừng thấy thầy nói chúng quá rồi mặc cảm mai nghỉ đi chùa luôn, cái này thầy tội nữa. Mình chia sẻ, mình nói để làm chi? Để những người nào có bệnh á, thì mình làm ơn mình uống thuốc để cho hết bệnh, chứ không phải thầy nói để các Phật tử tự ái nghỉ đi chùa luôn. Trời ơi, cái này là vậy là thầy không có mang tới sự an lạc, mà thầy mang tới cái sự phải nói là thành kiến nữa, khổ nữa. Cho nên á, đầu tiên thầy nói là thầy về chùa Vũ Quang, thầy cảm thấy là cái không khí nơi này rất là thân thiện. Chắc có lẽ là thầy trò của chúng ta đã gặp nhau từ vô lượng kiếp về trước. Thầy xoa trước rồi đó nha. Thầy xoa trước rồi. Nhưng bây giờ thầy lỡ có nói câu nào mà có đúng bệnh các Phật tử á, thì các Phật tử nên nhớ là nãy ông thầy ông xoa rồi. Ông xoa rồi cho nên bây giờ ông có nói cái gì thì mình cũng phải là thích không thích, chịu không chịu. Đó. Đúng á, thì cố gắng sửa. Không đúng á, thì tốt. Không đúng chứng tỏ mình không bị bệnh thì mình nên mừng. Thì đó là cái bệnh thứ nhất. Cái bệnh thứ nhất là cái bệnh hay khi dễ với thầy với cô, khi dễ với người xung quanh, thì mình nên gỡ cái bệnh này mình bỏ. Bây giờ tiếp tục cái bệnh thứ hai nè. Cái bệnh thứ hai đi về chùa tu tập, quen được người này quen được người kia rồi, đầu tụm lại nè, đó đầu tụm lại đó, tụm lại nè, tụm ba, tụm tư, tụm năm, tụm bảy, nói chuyện người này người kia chơi gì đó, nói làm chi gì không biết nữa. Nói như vậy chi không biết nữa. Thí dụ hôm nay mình súm lại mình nói xấu cái cô kia, hôm nay cô kia không biết, 10 ngày sau cổ không biết, nhưng 1 tháng sau cổ biết rồi, thì lúc đó cổ sẽ nhìn nghe mặt của mình, cổ rất là ghét, lúc này xỉ xỏ nè, đầu nói lời qua tiếng lại nè, nặng nhẹ với nhau. Thì từ cái chỗ mà lời qua tiếng lại nặng nhẹ với nhau khiến cho huynh đệ cảm thấy sao? Huynh đệ lúc này cảm thấy mít lòng với nhau, đâu còn đoàn kết đâu. Trong khi là chúng ta cùng niệm một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, lúc này chúng ta đồng thanh chứ không có đồng cảm, phải không các Phật tử? Đồng thanh niệm danh hiệu Phật Đà, nhưng mà trong cái tâm cảm tôi ghét cái bà đó lắm, hoặc tôi ghét anh đó lắm. Nếu mà tôi ngồi đây thì anh phải ngồi bên kia, hoặc là chị ngồi bên kia, người ngồi trước thì người ngồi sau đó, người ngồi bên phải thì phải người ngồi bên trái, không thể nào hai người ngồi chung với nhau gần được. Hoặc là xuống bàn ăn cơm thì tôi ngồi bàn này thì anh hoặc là chị hoặc là cô phải ngồi bàn bên kia. Mình làm như vậy là mình gieo vào trong lòng mình cái phiền não, phải không các Phật tử? Trong khi đó quý nam nữ Phật tử đã phát nguyện thọ trì quy y ngũ giới, con xin phát nguyện thọ trì ngũ giới và cái giới thứ tư. Các Phật tử cố gắng dè dặt giữ cho nguyên vẹn giùm thầy. Giới thứ tư là giới gì các Phật tử? Thứ nhất là gì? Không nói dối. Thứ hai, những người nào mà không trả lời của chuyện không thuộc, phải không? Không thuộc cho mắc cái lỗi này nhiều, phải không? Thứ nhất là không nói dối, thứ hai không nói thiêu dạ, thứ ba không nói lưỡi đôi chiều, thứ tư không nói lời ác khẩu, phải không các vị? Các vị có thọ cái giới này không? Nếu như chúng ta có thọ cái giới này thì A Di Đà Phật làm ơn miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé mở một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ thì muôn dân mát lòng. Nếu như đã thọ trì cái giới thứ tư này, chúng ta gìn giữ một cách cẩn thận như lời Phật dạy, thì A Di Đà Phật đừng bao giờ chúng ta xúm lại mà chúng ta nói chuyện người này, người kia, người nọ. Cái hậu quả mình nói xấu người khác, kính thưa các Phật tử, tuy là đó là không phải là lời nói mình chửi trực tiếp người ta, nhưng nó cũng phạm vào cái tội là nó phạm vào một cái là ác khẩu đối với mọi người. Khi mình nói xấu người ta, mình muốn hạ bệ người ta thì mình phải nói sao? Nói thêm. Cái chuyện nhỏ mình xé cho to à, mình phải nói thêm như vậy á, chuyện không mà nói cho có, để mình hạ bệ người ta. Thì tuy không phải là những lời chửi rủa trước mặt trực tiếp, nhưng nó cũng mang cái dấu ấn, cái lời nói ác khẩu.
Thì từ cái lời nói ác khẩu nói xấu người ta nghe được, người ta mới chửi mình. Trong khi bây giờ quý nam nữ Phật tử cho thầy hỏi cái cuộc sống sinh hoạt của mình hàng ngày ở trong gia đình, ở trong nhà, mình đi ra chợ mình mua gạo ăn thì mình mua lựa gạo trắng nè, dẻo nè, thơm nè, phải cho ngon đó. Và khi mình về mình chế biến thức ăn cũng như thế, nấu canh cũng phải vừa ăn đó. Mình kho cá hay là mình kho thịt hay là mình chiên tàu hũ cũng phải vừa ăn, phải không? Nói chung là mình thích ăn ngon, đúng không các Phật tử? Đúng không? Như vậy thì miệng ta ưa thích ăn ngon thì ta nên nói những lời thanh cao. Tại vì mình thích ăn những thức ăn ngon, mình thích dồn vào trong miệng mình những cái gì ngon, ngọt, đắng, cay là mình điện ra ngoài, đúng không? Thì làm ơn khi xuất phát một lời nói ra, thì cái lời nói này nó cũng phải là tương xứng với cái đức hạnh của mình. Tại vì mình tu chánh pháp, mình tu chánh pháp thì phải đi đứng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Những cái gì đáng nói thì nói, không đáng nói thì không nói làm gì. Nếu nói ra lợi ích cho người khác thì nói, mà nói ra làm tổn thương người ta, dù cái chuyện đó là chuyện xấu của người ta đó, nhưng các Phật tử nên nhớ, cái xấu của mình mà người ta đem ra, người ta nói khắp thiên hạ, các vị có vui không? Các vị cũng bể mặt chứ, các vị cũng tự ái, các vị cũng bực chứ. Thì dĩ nhiên cái xấu của người khác người ta cũng muốn giấu, mà các vị là những người biết, mà các vị cứ lôi lôi cho các vị nói. Thì cho nên tuy là cái chuyện xấu của người ta, nhưng các vị mà nói như vậy thì các vị sẽ lãnh cái xấu của người ta. Cái xấu của người ta giấu, mà các vị cứ lôi lôi ra, thì đây là cái lời nói ác khẩu. Đó là cái lời nói ác khẩu. Cho nên quý Phật tử nên nhớ rằng mình học theo Phật là mình tu chánh pháp đó, thì tu chánh pháp thì phải nói năng như chánh pháp. Đó là còn nhẹ đó nha. Mình nói những chuyện huynh đệ xung quanh là còn nhẹ đó. Chứ còn có những Phật tử phải nói là, phải nói là thầy cảm thấy là nó nặng nề hơn nữa, nó ghê gớm hơn nữa. Có nghĩa là nói xấu luôn cả quý thầy quý cô luôn. Đây mới là cái điều dữ nè. Đây mới thật sự là cái chuyện phải nói là thầy trò của chúng ta nên nhìn nhận lại coi. Đơn giản, các Phật tử đơn giản, các Phật tử suy nghĩ giùm thầy. Mình tu năm giới mà có những Phật tử giữ trọn vẹn năm giới chưa? Như vậy mình đi chê với thầy với cô, người ta giữ mấy trăm giới. Năm giới mình giữ chưa xong, nghiệp chướng mình còn nặng nề. Trong khi quý thầy quý sư cô là những người đã tích phước tu hành từ bao đời bao kiếp, kiếp này người ta gặp Phật pháp tiếp tục đi tu nữa, tiếp tục đi tu nữa, mà mình lại, mình năm giới của mình giữ chưa xong, chưa trọn vẹn, với cặp mắt, với cái suy nghĩ cạn cợt bình thường mà mình lại nói xấu thầy quý sư cô. Đây là cái tội rất nặng. Phạm Phật thì tăng cứu, mà phạm tăng thì ai cứu? Không ai cứu hết. Thí dụ không ai cứu hết thì sao? Các Phật tử lúc này sẽ làm sao? Chơi vơi, quạnh quẻ. Lúc này thầy bảo đảm cùng với các Phật tử rằng, các Phật tử một phạm những cái sai lầm đối với huynh đệ sẽ còn đỡ, chứ phạm những cái sai lầm đối với thầy với cô, các Phật tử tổn phước rất nhiều. Các Phật tử mang cái tội là xúc phạm tăng. Xúc phạm tăng là cái lỗi rất nặng. Cái lỗi rất nặng, kính thưa quý Phật tử. Các Phật tử phải tu bát quan trai, tập tu cái bát quan trai này phải nói là nhiều ngày, nhiều năm, cộng với cái bố thí cúng dường phước báo tu tập trì giới sau dày, các vị mới đầy đủ cái duyên xuất gia tu hành. Các vị nên nhớ chỗ này. Và cái bát quan trai là cái nhân để các vị gieo cái hạnh xuất gia. Mà bây giờ mình cảm thấy là một năm như vậy mình thọ bát quan trai được bao nhiêu kỳ, được bao nhiêu lần, và mỗi một lần như vậy á, được bao nhiêu cái phước báo thanh tịnh. Một lần như vậy mình có giữ được trọn vẹn 8 giới chưa? Nếu như chưa thì chúng ta cố gắng tu tiếp. Và trên bước đường tu, xin nhắc lại, cố gắng mình giữ cho các khẩu nghiệp mình nó thanh tịnh. Các vị mà giữ cái khẩu nghiệp thanh tịnh rồi thì những cái giới còn lại, kính thưa các Phật tử, nó cứ theo đó mà nó trang nghiêm.
Theo như thế mà nó trang nghiêm. Chúng ta phải tiết kiệm lời nói của mình, cẩn thận lời nói, tiết kiệm lời nói giống như là mình tiết kiệm tiền. Đồng tiền khi mình muốn sử dụng, mình muốn xài, thì mình cũng phải là cân nhắc mình xài cái việc này có đúng hay không, có cần thiết hay không thì mình mới xài. Thì cái lời nói của mình cũng như thế, mình nói ra mình thấy có cần thiết không, cái người này là phải nói là mình nói trong cái giai đoạn này là được không, phù hợp không. Nếu phù hợp thì mình nói, nếu không phù hợp thì A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tập làm giùm mình trước đi. Đôi lúc đó là có chuyện đúng, hoặc đó là một cái chuyện phải nói là cần thiết nói, nhưng mà cái đối tượng này người ta làm sao, người ta u mê, người ta si mê, mình nói ra không có phước mà ta chửi lại nữa thì nói làm chi. Đã những cái chuyện đúng mà mình còn chờ cái thời cơ để mình nói thì huống chi là những cái chuyện sai hàng ngày thì ai không sai, ai không sai, phải không các Phật tử? Ai mà không sai thì tội tình gì mình nói làm chi vậy? Mình nói cái nghiệp của người ta, cái lỗi của người ta. Khi mình nói như vậy là mình vô tình mình lãnh cái nghiệp giùm ta rồi đó, kính thưa các Phật tử. Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta tích phước. Tích phước thì chúng ta đừng bao giờ dại dột nhìn cái lỗi của nhau để mà nói. Không có lợi ích gì cả, nói gì. Chừng nào nói cái gì có lợi mới nói, không có lợi thì không nói. Chính vì thế mà cái bệnh thứ hai của quý nam nữ Phật tử chúng ta hay mắc phải, đó là cái bệnh gọi là cái bệnh nhiều chuyện. Nói nhiều chuyện nó hay nặng quá. Chứ thật sự cái bệnh này, cái bệnh là hay nói chuyện người khác. Nhưng mà nếu như mình nói, nếu mà thầy sử dụng cái câu nó nhẹ nhàng quá, nói chuyện người khác thì Phật tử không có thấp, không có nhột, phải không? Mà nói hết câu nhiều chuyện á, có hai chữ thôi nhưng mà nó nhột. Cho nên thầy nói với thật sự thầy cũng nhột nè. Thầy nhột là không biết thầy về, khi mà thầy giảng xong thầy về thì còn bao nhiêu những người thần tượng thầy. Đó. Trước khi mà lên giảng hoặc là mình ca một câu, mình ca một bài nhạc lý, thầy ca hay quá, thích thầy quá. Nhưng mà khi thầy nói cái điều các Phật tử nhiều chuyện thì lúc này nó mất đi cái thần tượng rồi. Nó cho nên cái này nó cũng khổ lắm với Phật tử, nó cũng khổ lắm á. Nhưng mà nếu như mà thầy không nói ra thì các Phật tử cứ như thế mà đắm chìm từ tối vào nơi tối hoài, thì bao giờ mình mới tu giỏi, bao giờ mình mới tu hay. Tưởng đâu niệm Phật hàng ngày mình là mình cảm thấy là mình ngon, mình tu tinh tấn, nhưng không phải như vậy. Cái đó chỉ là cái lý thuyết mà thôi, cái lý thuyết thôi. Mình nghe nhiều, đọc nhiều, hiểu nhiều mà không thực hành chỉ là lý thuyết mà thôi. Cho nên cái bệnh thứ hai chúng ta phải nên nói, cái bệnh thứ hai chúng ta phải nên nhớ, những người nào mắc phải cái bệnh mà hay nói chuyện người khác, hay nói xấu thì các cô chúng ta nên dừng lại. Tại vì kính thưa các Phật tử, có nhiều Phật tử thầy thấy nghe nói vậy nè, đi vào chùa của thầy đó, cô đó, thầy để cô đó thấy giàu mới tiếp thôi mà, còn nghèo không có tiếp. Trời, cái câu này là cái câu phải nói là nghe nó nhột dữ lắm, nghe nó tổn thương dữ lắm. Thầy nói thẳng một điều, các Phật tử ở nhà về chùa tu tập, chùa xong rồi về nhà, các Phật tử cái suy nghĩ cũng như là cái trách nhiệm của Phật tử là cứ về chùa tu tập là đầy đủ các khóa, xong là các Phật tử về. Nhưng quý thầy quý sư cô, những vị mà làm trụ trì, kính thưa các Phật tử, gánh nặng dữ lắm. Vừa gánh nặng cái việc giáo hội, gánh nặng công tác địa phương. Mình ở trên mỗi địa phương nào, mình cũng phải có cái trách nhiệm địa phương đó. Người ta cũng kêu gọi mình làm chuyện này chuyện kia, đôi lúc nó cũng mệt mỏi lắm. Vừa công việc giáo hội, Vừa có chút xíu công việc ở địa phương, rồi vừa phải trang bị tu tập cho bản thân nữa, phải có sự tu tập trang nghiêm cho bản thân. Giờ đối nội đối ngoại nữa, đối nội là mình phải tu, phải nói là phải có mẫu mực để dạy đệ tử, dạy đệ tử Phật tử. Còn đối ngoại là những các Phật tử đi chùa đây, là phải lúc nào cũng nở nụ cười, nói chuyện với các vị cho nó tế nhị, cho nó hòa nhã thì các vị mới vui, các vị mới đi chùa. Nhưng kính thưa các Phật tử, tất cả quý thầy với cô cũng là người bình thường, mà làm nhiều quá đố các vị mệt không? Mệt chứ, mệt. Nó tổ chức phá tu cho Phật thất, cho các Phật tử tu như thế này là mệt lắm á. Nè, sáng trưa chiều tối ba buổi ăn phải không, tiền quay phim nè, cúng dường giảng sư nè, mệt lắm à.
Kính thưa các Phật tử, nó mệt lắm. Thì khi nó đã mệt như vậy á, thì những vị làm trụ trì là mệt nhất, ta toan tính dữ lắm, toan tính suy nghĩ, vừa mà đối ngoại đối nội phải cho nó trọn vẹn hai ba. Cho nên cái thời gian nó không có, mà nếu có đi thì quý thầy cô cũng dành chút xíu thời gian để mà tu tập trong lòng. Đôi lúc người ta trang nghiêm, người ta chánh niệm, người ta tu, người ta đang tập trung vào pháp tu, cho nên đôi lúc người ta nhìn thấy mình á, nó quen biết quá rồi. Các Phật tử về chùa tu tập thì quen quý thầy quá, quý thầy cũng quen quý các Phật tử quá trời rồi. Thì bây giờ trong lúc người ta phải trang nghiêm tu tập, thì trong lúc trang nghiêm tu tập á, nhìn thấy mình á, người ta không có cười hoặc là không có chào, thì mình cũng làm ơn đừng có nhìn cái lỗi này mà bắt lỗi mà nói là gặp người giàu tiếp, người nghèo không tiếp, không phải vậy. Chúng ta nên nhớ trong cuộc sống này, cái sự mà ngoại giao á, cái sự ngoại giao là cái vấn đề nó rất lớn. Thí dụ như có những Phật tử nào mà người ta có cái tâm thành, người ta hỗ trợ làm Phật sự lớn, thì dĩ nhiên quý thầy, quý sư cô cũng phải trân trọng người ta, cũng phải tiếp đón một chút xíu để cho người ta thấy là người ta có vẻ được trân trọng. Như thế người ta mới ủng hộ Phật Pháp, ủng hộ đạo tràng, làm Phật sự này, Phật tử kia. Chứ thí dụ như người ta với cái tâm thành, người ta tới người ta hộ trì, mà mình nhìn người ta ngó lơ như bao người khác, thì người ta sẽ có cái tâm hộ trì không? Không. Cho nên các Phật tử phải làm ơn nhìn với một cái tuệ nhãn. Nhìn với tuệ nhãn là mình nhìn với cặp mắt trí tuệ của mình, mình hiểu sâu về chút xíu, mình nhìn sâu vấn đề chút xíu, chứ đừng có nhìn với cái trước mắt bình thường của mình rồi mình chê bai, mình nói xấu với thầy với cô, tội chết, tội chết. Các Phật tử thì vai trò trách nhiệm của các vị, vai trò trách nhiệm của các vị thì chỉ các vị chỉ tới đây tu tập, các vị về là xong. Nhưng mà quý thầy quý cô còn trách nhiệm nặng gánh nhiều hơn. Cho nên chúng ta về chùa tu tập làm phải nói là một cái điều phước báo, cái phước duyên rất lớn. Thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, chúng ta đừng bao giờ nhìn qua liếc lại mà nói xấu người này người kia, nó không có lợi gì cả. Đặc biệt là nói xấu với thầy với cô, tội lỗi rất nhiều. Cho nên thầy kính mong quý nam nữ Phật tử nào có cái lỗi này, chúng ta phải nên ngừng lại liền, ngừng lại để chúng ta phát triển những cái hạnh tu, để cho cái tội chúng ta nó không mắc vào cái lỗi này. Mà không có mắc vào cái lỗi này thì chúng ta tu mới thăng tiến được, kính thưa Phật tử. Cho nên nếu những người nào mà mắc vào cái lỗi mà nhiều chuyện chê bai huynh đệ cũng như quý thầy của cô, thì chúng ta nên dừng lại. Tại vì nào giờ mình giảng những cái đề tài nó nhẹ nhàng không à, mà thầy nhìn cái lịch rồi, thầy nhìn cái lịch này, cái tuần lễ này là các vị thượng tọa, các vị nư sư giảng không à. Sao hôm nay ngày cuối cùng mà các ông này ông nhỏ ông nói chuyện dữ quá, ông nhỏ ông nói chuyện dữ quá, thầy nghe thầy cũng hơi ra mồ hôi mặt. Đó thì kính thưa các tử, đó là những cái bệnh mà nhiều chuyện thầy vừa chia sẻ. Và cái bệnh đáng xấu hổ hơn là cái chứng bệnh thứ ba của các Phật tử nè. Các Phật tử là hay dành chỗ ngồi nè, các Phật tử hay dành chỗ ngồi. Hình như là thầy thấy cái bệnh này hình như là chùa nào cũng có chứ á. Ở chùa nào cũng có chứ, ngộ như ta, ngộ thế á. Ở chùa có thầy đang tu tập cũng như thế. Có cô này nè, năm nay cổ phải là cổ 62 tuổi. Cổ nói với thầy là cổ tu trên 30 năm rồi. Cho nên cổ gặp quý thầy nào trẻ trẻ vậy là cổ khi dễ lắm, thiếu sự tôn kính lắm. Cổ ý là cổ tu 30 năm rồi, cho nên là gặp quý thầy trẻ trẻ là thiếu sự tôn kính. Mà đi vào chùa mà lên chánh điện tụng kinh là phải ngồi kế bên quý thầy. Hôm cổ ngồi cái chỗ này là từ đó giờ cổ ngồi chỗ này là chỗ này. Hôm nào mà có cái vị nào mà lại ngồi chỗ đó đó, mà cổ mà vào trễ đó, cổ mà vào trễ đó là cổ lại cổ đuổi, là như đuổi tà vậy đó. Nhà thầy hỏi sao kỳ vậy, mình vào sau phải ngồi sau đi chứ sao ngồi kỳ vậy. Nói không, ngồi chỗ này cũng được, chỗ này là chỗ của con, ngồi chỗ này niệm Phật tụng kinh mới linh, ngồi sau thì niệm Phật tụng kinh không có linh. Rồi bó tay luôn. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Có nghĩa là linh không linh, nhiệm màu hay không màu nhiệm là do mình. Nếu mình có cái tâm đối với Phật Pháp, mình có cái tâm tha thiết tụng kinh, tụng niệm Phật, thì dù cho các vị đứng ngoài cổng chùa ở ngoài đó, thì Phật cũng chứng minh, Phật cũng cảm ứng. Chứ đâu phải là ngồi đây mà để cho ông Phật ông nhìn xuống thấy mới linh. Nó phải vậy, nếu hiểu như vậy là sai quá trời sai. Sai quá xa. Sai quá xa.
Đáng lẽ như mình là những người Phật tử thuần thành tu 25-30 năm rồi, mình muốn thương cái ngôi chùa của mình, mình muốn hộ trì Tam Bảo, thì kính thưa các Phật tử, chùa chiền là nơi ra vào của bá tánh thập phương. Mình có duyên mình về chùa tu tập lâu năm, và những người đi sau mình là những người mới đi vào, là mình phải biết thương họ đó. Mình phải biết giúp đỡ, mình biết san sẻ họ chỗ ngồi, mình biết chia chỗ ngồi cho họ. Như vậy á, mới đúng là người Phật tử, đúng là người Phật tử thuần thành. Tại vì những người Phật tử mới, người ta mới biết đi chùa, mà bây giờ lại người ta bị mình đuổi, không cho ngồi chỗ này, phải ngồi tuốt làm sao á. Đố các Phật tử chứ nản không? Nản chứ. Cho nên các Phật tử là những người đi chùa tu tập lâu, các vị hộ trì Tam Bảo, các vị giúp đỡ quý thầy, quý sư cô trụ trì, bằng cách là thấy huynh đệ nào mới đi chùa, người ta ngỡ ngàng, người ta xa lạ, anh chị vô ngồi chỗ này, lật kinh cho người ta đọc, nhường chỗ cho người ta ngồi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói Phật tử nào mà nhường chỗ cho ngồi, thì cái phước báo của các vị là ngồi vào cái ghế của phải nói là Phạm Vương Tế Thích. Các Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa không? Nếu như có thì nói câu này các vị là hiểu, các vị biết. Nhường chỗ cho người ta ngồi là sẽ được ngồi vào cái phước báo, ngồi vào cái ghế của Phạm Vương Đế Thích. Cho nên mình đi chùa tụng kinh là phước rồi, tại sao mình không biết gieo phước thêm nữa? Nhường chỗ người ta ngồi đi, mình là người thuần thành rồi. Quý thầy quý cô sướng ở trang nào, đọc ở trang nào, mình biết rồi. Mình ngồi tuốt sau hè hoặc ngồi cổng chùa mình đọc cũng được nữa, chứ đâu cần phải ngồi. Nhiều khi mình phải dành chỗ này mới được. Như vậy thì nó tội quá. Nó cho nên các Phật tử thấy không, đi chùa lâu năm mà nội lực tu tới đâu rồi. Cho nên cái bài giảng hôm nay nó độc đáo lắm à. Nó cũng dính nhiều lắm à. Bài giảng hôm nay nó dính nhiều lắm. Nhưng mà nãy giờ đang phân vân suy nghĩ, biết giảng xong rồi làm sao. Đó, kính thưa các Phật tử, tưởng đâu niệm Phật hàng ngày, tưởng mình tu giỏi, tưởng mình tu hay, ai ngờ chỉ một chỗ ngồi mới biết tâm Phật tâm mình cách xa, phải không? Mới biết tâm Phật tâm mình cách xa. Mình tưởng là mình tụng kinh niệm Phật hàng ngày, mình tu giỏi, mình tu hay, ai ngờ chỉ một chỗ ngồi thôi. Đi vào trễ thấy người ta ngồi chỗ ngồi thôi là sân lên rồi, nổi bồ đề gai lên liền, đi chỗ khác, chỗ này có tôi. Rồi Phật tánh kỳ cục đi trời. Phải không? Phật đâu dạy vậy. Phật có dạy vậy không các Phật tử? Không có, mình thực hành mới đọc đó chứ. Cái chỗ này mới ngộ nè. Những điều Phật không dạy thì mình lại hành, mà những lời Phật dạy thì mình lại không. Không hành như vậy tu đúng hay tu sai? Tu sai, mà tu sai là sửa hay là không sửa? Nhớ nghe, sửa nha. Nhớ là sửa nghe. Mà thầy mà về chùa Bửu Quang mà nghe các Phật tử mà còn cái vụ mà dành chỗ ngồi nữa thì thôi, cái này chắc này kỳ lắm đó nha. Kỳ lắm có nghĩa là các Phật tử tu suông thôi. Là rõ ràng các Phật tử tu suông rồi, chứ đâu phải là các Phật tử thật tu. Cho nên nếu như mình thật tu thì ngồi chỗ nào tu cũng được, ngồi chỗ nào tu cũng an lạc. Chính vì thế cái lỗi mà dành chỗ ngồi nó xấu lắm, nó xấu lắm. Cho nên các Phật tử chúng ta nên nhớ giùm A Di Đà Phật, mình tu không phải vì chỗ ngồi, mình tu để an lạc thân tâm. Mà an lạc thân tâm thì nơi nào, ngồi bất cứ nơi nào mà yêu cầu có tâm sẽ có an lạc. Còn ngồi cái nơi phải nói là giữa Phật điện, Phật ông nhìn xuống thấy mình nhìn lên thấy Phật, mà lúc đó mình cho nhìn Phật không à, mình không có nhập tâm thì phước báo nó ít thôi, nó xịu à. Mà mình tu mà bỏ một ngày như vậy, mình về chùa tu tập mà phước ít xịu à, như vậy nó uổng quá, phải không các Phật tử? Đó, tuy nhiên không phải là Phật tử chúng ta hết là những là như vậy, cũng có những số người như vậy á, cũng có số người như vậy. Cho nên á, mình chia sẻ để chi? Để nhằm sách tấn với nhau tu tập. Mà trách nhiệm của quý thầy quý cô là thấy những cái gì mà các Phật tử sai sót còn khiếm khuyết là phải có bổn phận nhắc nhở. Cho nên những gì thầy nhắc nhở mong rằng Phật tử đừng giận, chúng ta phải nhìn nhận cái sự thật để chúng ta sửa đổi. Còn nếu như những người nào mà không có chịu nhìn nhận sự thật, không chịu sửa đổi, cứ cho mình là đúng, cho mình là đúng á, thì thôi cứ như thế mà tu đi, an lạc hay là khổ não biết liền. Thì đó là ba cái bệnh rồi, phải không? Bệnh xem thường, bệnh nhiều chuyện, bệnh dành chỗ ngồi, ba bệnh này. Bây giờ tới cái bệnh thứ tư nè. Cười.
giờ tới cái bệnh thứ tư là cái bệnh là thiếu cái sức nhẫn nhục, có nghĩa là thiếu sự chịu đựng á, thiếu sự chịu đựng á. Các Phật tử thấy cái cuộc đời của Quan Âm Thị Kính không? Đó. Do cái nhân duyên là cái thời đó gái là phải là không đi tu được, gái tu không được, phải trai tu mới được. Cho nên giờ phải sao? Cải Nam Trang. Cải Nam Trang mới vừa qua chùa tu thì gặp bà Thi Màu thấy khổ não, đó. Thấy bà Thi Màu cái khổ não rồi. Trời, người ta ăn gái mà cứ thương người ta không được rồi á, rồi lan trả tình cảm với cái ông nào liền đứa con vào nói là của Thị Kính. Cái này nổi quan quá rõ ràng luôn. Nhưng mà sao? Thị Kính vẫn nuôi bình thường, nuôi tới ngày không lớn. Cho nên là cái sức nhẫn nhục, đây phải nói là đại nhẫn nhục. Cũng giống như vừa rồi thầy chia sẻ cùng với các Phật tử bài giảng chuyển quá nó buồn á. Thầy có nói là cái công hạnh của vị thiền sư đó, đang ngồi thiền như thế này mà con cô đem lại ông thiền sư, đây là con của ông, thì thiền sư cũng bình thường thôi. Nuôi thôi, nuôi như thế mà biết như là nhục nhã. Ngày ngày mày xin sữa cho bé nó bú là biết như nhục nhã rồi. Trời ơi, nói cái này cái kia mà liền chọi cho mình thôi, lại trúng cái đầu cái sao thì biết như là nhục nhã. Kính thưa các Phật tử, thì nuôi vài năm thấy cái bé khôn lớn quá, dễ thương quá, giờ mẹ tới thiền sư, đây không phải là con ông, cứ bắt đem về. Thì quý vị thiền sư cũng gặp mặt nói hai chữ, rồi sau này không gặp mặt nữa cũng nói hai chữ thế nào thôi. Thì mình bây giờ thầy không mong mỏi các Phật tử là phải có một cái sự đại nhẫn nhục giống như là Quan Thị Kính hay là giống như vị thiền sư. Nhưng mà mình trước kia mình chưa biết đi chùa thì mình còn sân si dãy đầy. Nhưng bây giờ mình biết tụng kinh niệm Phật rồi, chúng ta phải biết nhường nhịn. Phải biết nhường nhịn là chỗ này. Người ta có nói xấu mình, nói oan mình, thì giây phút này mình phải sao? Nhẫn nhục bỏ qua. Cái chuyện đó là mình không có đó, nhưng mà họ cố gắng họ nói cho có, thì mình phải nhẫn nhục. Đã chửi mình chửi lại là chuyện bình thường, mà mình không chửi lại thì mình mới tăng trưởng được cái nội lực tu tập. Mà Phật tử chúng ta thiếu cái nội lực chỗ này. Chúng ta thiếu nội lực chỗ này. Trong khi các Phật tử thấy không, Quan Âm Thị Kính và vị thiền sư bị cái nỗi oan rất lớn như thế, mà người ta cũng nhẫn nhục. Thì mình bây giờ không đến nỗi như vậy, không đến nỗi như vậy, thì mình phải cố gắng nhẫn nhục những việc xung quanh hàng ngày của mình. Người ta có nói xấu, nói oan cho mình, thì mình bây giờ mình có tu rồi thì mình cũng bỏ qua được. A Di Đà Phật, cũng bỏ qua. Như vậy á, thì mới tốt, mới tăng trưởng được cái nỗ lực. Chứ mới nghe người ta nói xấu, nói vui quan chút xíu là mình nhảy đông đỏng lên, chết rồi. Nỗ lực chỗ nào, phải không? Chỗ này không có nỗ lực. Cho nên là cái sức chịu đựng của mình á, mình phải có. Chứ mình tu, mang tiếng mình tu lâu năm, lâu ngày, lâu tháng rồi, mà cái chuyện nhỏ như thế mình bỏ qua không được, thì huống hồ sau này thí dụ gặp một cái chuyện gì mà nó chướng duyên nặng nề hơn nữa, thì Phật tử làm sao? Lúc đó là không lẽ là giờ giống như cái cô mà huynh phó như nãy thầy kể, phải không? Không lẽ mình gặp những cái chướng duyên như vậy rồi mình nổi bồ đề gai, mình lên mình săn tay áo lên, phải không? Vậy thì nó kỳ quá. Vậy thì cái thời gian, cái chuỗi ngày năm tháng tu tập nó uổng, kính thưa các Phật tử. Cho nên cái bệnh thiếu sức chịu đựng này mình cũng phải cố gắng mình chịu đựng càng nhiều, mà có cái sức nhẫn nhục càng nhiều thì càng tốt đó. Mà cái bệnh này các Phật tử chúng ta làm không được, trước kia mình làm không được, nhưng bây giờ mình có sự tu tập rồi thì bây giờ mình phải cố gắng ít nhiều gì mình phải thực hành cho được. Như vậy thì mình tăng trưởng được cái nội lực tu hành. Và một cái điều thứ năm đó là cái bệnh háo danh của Phật tử chúng ta. Chúng ta cúng dường chỉ một thôi mà chúng ta nổ lên khoe cho nhiều, hết người này kia mà nói khoe háo danh cho nhiều, làm người chút chiếu chuyện tốt thôi là mình muốn cả thiên hạ này biết. Chi vậy trời? Chi vậy các Phật tử? Chừng chi vậy? Thầy nhớ là thầy có hai ông bác, chứ các vị là các chú họ ở gần sớm tu á, thì cũng biết tu lắm, nhưng mà không phải tu theo đạo Phật, tu đạo bạn. Nó tu theo đạo bạn thì cũng thấy ta ăn chay, cái bắt chước ăn chay xong thì đi nổ. Tôi ăn chay hôm nay 20 năm rồi, nghe nói ghê hồn không, ăn chay 20 năm rồi còn có người có mặt còn non trẹt
hỏi anh ăn chay nhiêu rồi? Ăn chay 10 năm rồi. Trời, nghe nói ghê vậy ta. Đó, mà gặp ai cũng nổi như thế á. Giờ thầy mới nói, có kỳ đó thầy về thầy đám dỗ ông nội của thầy. Thầy mới nói, nè, mấy chú mấy bác, nếu như các chú các bác có tu tập mà thực hành được cái hạnh ăn chay á thì nó rất là tốt. Nhưng mà mình nên cố gắng những cái này mình đừng có khoe. Vì mà con thấy mấy chú đi chỗ này cũng chỗ nói, đi chỗ kia cũng nói, gặp người nào cũng khoe, làm chi vậy? Nó rất là dễ bị đổ nghiệp. Xong rồi mấy ông biện bạch lại, đâu có gì đâu mà đổ nghiệp. Mình tốt thì mình khoe chứ, đâu phải xấu đâu sợ. Mình tốt thì mình khoe chứ. Thôi nói gì thôi, uống nước trà luôn, khỏi nói nữa. Uống nước trà luôn, khỏi nói nữa. Thì kính thưa các Phật tử, tới lần sau về đám, lần sau tiếp tục về đám dỗ của bà nội, thì lúc này thầy thấy mấy, cũng mấy anh này nè, cũng mấy chú mấy bác này à, lúc này hết ăn chay rồi mà tổ chức nguyên bàn nhậu à, tổ chức nguyên bàn nhậu, nhậu say xỉn xong rồi ca nghiêu ngao dắt xe đạp lên vai đi về luôn chứ không còn chạy nữa. Hai vì người tỉnh thì chạy xe đạp, mấy anh xỉn rồi lấy xe quát lên vai luôn đi về, ca nghiêu ngao nghiêng qua nghiêng lại. Nó rất là dễ đổ nghiệp nếu như mình là người háo danh, mình làm được những cái việc gì tốt cho Phật pháp, tốt cho bản thân, phải giấu kín, phải giấu kín, phải mật hạnh, phải giấu kín. Thầy mới giảng cái đề tài tu trong âm thầm này. Cái đề tài này nó rất là sâu sắc, nó rất là hay. Nó cho nên những cái gì chúng ta làm được đó, chúng ta nên ai như là Phật phải giấu kín, không có khoe, không có phô trương, thì mình sẽ ít gặp những cái chướng duyên, ít bị đổ nghiệp. Thầy nhớ có một lần thầy về tỉnh thầy giảng pháp. À, thầy về tỉnh thầy giảng pháp thì trong lúc đó có một vị Phật tử à, cái Phật tử là nhìn thấy cái mặt của thầy giáo non trẹt á, cho nên sanh cái tâm phải nói là hơi khi dễ xíu đi à, bưng nước cái thầy uống xong cái ngồi kế bên thầy nói chuyện với thầy chơi, nói bạch thầy à, năm nay thầy nhiêu tuổi thầy, thầy tu pháp môn gì? Thầy nói tuổi thì nhiêu á, còn pháp môn thì xin cho thầy được giấu đi. Tại đường thường ở đây là cái riêng biệt không thể nào mà nói ra, xin giấu đi. Rồi thầy mới hỏi gì chứ, còn chú nhân duyên nào chú đi chùa, chú tu tập, và chú tu tập hàng ngày tu tập như thế nào? Thì chú này mới trả lời, bạch thầy con đi chùa hôm nay phải là trên 30 năm rồi à, mà con đi chùa như thế này đó là nhờ bà xã con à, từ lúc mà cưới nhau tới giờ là phải nói là ngày nào bà con rủ con đi chùa, và cứ như thế là con cứ đi chùa mỗi một ngày như vậy là con lại Phật tới 500 lại. Còn chú Đại Bi là con lại là con trì phải nói là 200 biến trở lên không? Mà con tu hôm nay trên 30 năm rồi. Thì mình nghe nói cái mình cũng ghê gớm ta. Mình nghe nói là mình cũng dữ dội rồi, hơn mình rồi. Đó, một ngày mà lại 500 lại là hơn thầy ơi. Đó, một ngày mà mày trì 200 biến chú Đại Bi hơn nữa là thầy thấy là hơn thầy rồi. Đó, khi nghe chú này chú kể xong rồi chú mới hỏi thầy, mà thầy con tu như vậy tốt không thầy? Thì dĩ nhiên quá tốt rồi. Đó, nếu được như vậy là quá tốt. Cho nên thầy nói chà, chú tu như thế này là hơn thầy rất nhiều, chú tu tốt lắm, chú ráng tinh tấn lên nha. Nó đầu chú ông cười khạc khạc, nó dạ ăn cám ơn thầy. Rồi thầy lên giảng, thầy lên giảng xong xuôi rồi đi xuống xong thì cái vị trụ trì mới thỉnh thầy là qua tụng một thời kinh cầu an để cầu an cho vị Phật tử cũng sắp sửa là về Tây Phương rồi. Thì thỉnh qua thì mình cũng hoan hỷ, mình nhận lời. Thì trước khi qua thì Phật tử đứng xung quanh hết rồi. À, thầy Yết Ma, thầy nói là bây giờ mình trì 7 biến chú Đại Bi, xong rồi mình tụng hồng danh sám hối để cho cái cô này có được xả hết những cái nghiệp mà cổ đi á, cho nó nhẹ nhàng, cho nó mau, không có hành xác nữa. Thì Phật tử ai cũng nhất trí rồi trì Đại Bi. Khi mà trì vào chú Đại Bi thì tụng hết biến thứ nhất, tới biến thứ hai thầy đưa mi cho ông chú này ông tụng, thì đưa mi cho ông tụng. Lúc này ông cầm mi mà ông tụng lấp vấp à, mà tụng lấp vấp mà tụng lộn xộn lên, bắt đầu làm cho đạo tràng nó rối loạn lên. Bắt đầu ông đưa cái mi là cho thầy, thầy cầm mi thầy tụng tiếp, thầy tụng tới biến thứ năm, mình đưa tiếp tục vào ông ấy nữa à, đưa tiếp tục vào ông, cái ông cầm em vô rồi không có tụng, hỏi cái ông cắt lên cho tụng, cũng bị lấp vấp nữa, cũng lộn tới lộn lui nữa. Rồi thôi thầy ông trả mi là cho thầy, thầy tiếp tục thầy tụng xong xuôi xuống rồi và bạn uống nước thì hỏi ủa sao nãy đưa mi chú tụng lấp lấp cái gì? Dạ bạch thầy, con thuộc nhùng nhuyễn dữ lắm, nhưng mà tại vì có cái nội lực của thầy nó mạnh mẽ quá làm sao con đứng gần thầy có con rung cái con tụng bị lấp lấp lộn tới lộn luôn. Phật tử thấy câu này chấp nhận được không? Nổ nữa nè, cái này nổ nè. Mỗi một ngày lại 500 lại,
tu trên 30 năm rồi, mọi ngày nào cũng trì 200 biến chú Từ Bi hết trơn. Thầy nói mà thí dụ như Phật tử mà tụ một ngày 200 biến đi, các vị mà tu dở cỡ nào, dở một năm thôi là các vị cũng thuộc như cháu rồi, phải không? Thuộc như là Nam Mô A Di Đà Bà dạ rồi. Mà ở này là phải nói là tu phải là 30 năm rồi mà đưa cái mi trì chú Từ Bi và tụng lấp bấp, mà đổi thừa là nội lực của thầy mạnh quá, con rung, có chấp nhận được không? Trời nổi thì nổi banh chùa vậy trời, phải không? Phật luôn dạy mình tu hành đàng hoàng, đức hạnh của mình là phải nói là cao thượng, đâu có dễ nổ đâu mà sao nổ quá trời. Phật không có dễ nổ mà mình lại nổ, cái này gọi là cái háo danh nè, cái này gọi là cái háo danh. Nó cho nên kính thưa các Phật tử, chúng ta là những người bình thường, những người phàm mắt thịt, chúng ta biết Phật pháp là một cái điều phước duyên, mà mình biết nương theo mình tu tập nữa thì là một điều phước duyên rất lớn nữa. Cho nên á, mình học Phật pháp, mình hiểu Phật pháp, mình nghe Phật pháp, nó chỉ một phần thôi, phước báo ít thôi, phước báo phải được có là 3/10 thôi. Mà mình phải cố gắng, mình phải va chạm thực tế, mình phải đem giáo lý Phật dạy ứng dụng trong cuộc đời này. Mình ứng dụng trong cuộc đời này, cái này mới thật sự là có phước. Và kính thưa các vị, mỗi một ngày như vậy, mỗi một ngày như vậy trôi qua, trước khi ngủ thức dậy và chúng ta đi làm việc xong xuôi rồi, thì khi về tới nhà, trước khi bước lên giường ngủ, chúng ta ngồi lại, chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu thử coi cái thời gian tu tập của mình ngày hôm nay, cái tâm tham sân si của mình nó giảm được bao nhiêu phần rồi, cái tâm nhiều chuyện ích kỷ nhỏ nhen của mình nó giảm bao nhiêu phần rồi, cái sức chịu đựng nhẫn nhục của mình nó được tăng bao nhiêu phần rồi. Chúng ta phải tự mình quán chiếu như vậy á, mỗi buổi sáng dậy và buổi tối về, mình thường xuyên mình nhìn lại, mình kiểm điểm lại mình có cái nội lực mình tu tập như thế nào rồi, mình thấy ở giữa cái điều tốt và cái điều xấu, cái mặt nào nó nhiều hơn. Nếu như cái điều xấu nó nhiều hơn thì chúng ta biết là cái nội lực chúng ta tu còn dở. Như vậy thì mình phải khắc phục để những cái điều xấu này nó giảm xuống và những điều tốt nó tăng lên. Và nếu như mình biết tự quán chiếu, ngày ngày quán chiếu kiểm điểm nhìn lại mình như vậy, mình nhìn tới khi nào mình cảm thấy cái tâm tham sân si của mình giảm đi rất nhiều rồi, cái tâm phải nói là nhiều chuyện của mình nó giảm đi hết rất nhiều rồi, bây giờ nó chỉ còn có 1/10 thôi, cái sức chịu đựng nhẫn nhục của mình bây giờ nó tăng lên rồi, nó tới là 6/10 rồi, thì mình nên mừng, mình nên mừng. Còn nếu như mình cảm thấy mình tu mà mình cảm thấy mình tu mà mình những cái điều nhỏ nhen trong cuộc sống này mình ứng dụng mà mình không thực hành được chút xíu nè, mình cứ đi tới chỗ này chỗ kia, mình nhiều chuyện như vậy vài, thì cái nội lực mình tu như thế nào sao mình biết? Chính vì thế cho nên cái bài giảng thầy chia sẻ hôm nay cùng với các vị là mình tu tới đâu rồi, là thầy muốn mượn cái đề tài này để nhắc nhở quý nam nữ Phật tử chúng ta trên bước đường tu hành là người phàm mắt thịt. Các vị tu như thế nào cũng được, tu nhiều thì càng tốt, mà tu ít cũng không sao. Nói tóm lại là chúng ta có tu là có an lạc, đó. Có tu là có hạnh phúc, đó. Trừ khi nào mình không có tu, mình mới gặp những chướng duyên và bất hạnh trong cuộc sống này. Chính vì thế á, mình đã được nhân duyên gặp Phật pháp, tới chùa tu tập rồi, thì mình cố gắng, mình nghe được cái gì, mình học hỏi được cái gì, thì mình phải đem vào trong cuộc sống này, mình ứng dụng, mình thực hành liền. Như vậy á, thì mới có phước báo. Và chính từ như vậy mình biết nội lực của mình là tới đâu. Khi mình đã biết nội lực tu tập của mình như thế nào, thì kính thưa các Phật tử, khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta cũng biết được chúng ta sẽ sanh về cái nơi tam đồ khổ hay là cái nơi an vui hạnh phúc. Còn nếu như mình tu mà phải nói là lên đơn quá, thì trong những giây phút phải nói là thập tử nhất sanh thì mình sao? Tâm mình nó tán loạn, suy nghĩ lung tung, suy nghĩ lung tung. Nhưng mà lúc mình còn xin tiền, mình có một nền tảng tu tập, biết nhìn lại chính mình, biết quán chiếu mỗi ngày như vậy á, thì cái nội lực tu tập càng ngày nó càng cao, thì nó càng cao như vậy, thì mình sẽ không giờ bị tán loạn. Không bị tán loạn là không bị vọng tưởng, mà không bị vọng tưởng là đã có định lực, mà đã có định lực thì không sợ gì cả.
huynh đệ có tới trợ niệm cho mình thì mình cảm ơn, mình cũng tiếp tục nương cái hạnh này, nương cái sự trợ niệm này mà mình mau sớm về con đường an lành. Mà thí dụ như huynh đệ không có trợ niệm, cũng nhờ cái định lực của mình, cái vốn liếng của mình đã có gieo sẵn rồi đó, không trợ duyên, mình cũng nương vào cái định lực này mà mình về cái nơi an lành hạnh phúc. Chính vì thế mình tu tới đâu rồi là muốn nhìn lại, cũng như là muốn nhắc nhở quý nam nữ Phật tử lúc nào cũng nên nhìn lại chính mình để mình tu tập. Đừng bao giờ nhìn qua bên này, đừng bao giờ nhìn qua bên kia, nhìn trước, mà mình phải lên nhìn lại mình để mình kiểm điểm lại mình kiểm tra lại mình. Như vậy thì trên bước đường tu hành sẽ gặp nhiều an lạc và hạnh phúc. Cho nên qua bài giảng này, thầy kính mong quý nam nữ Phật tử hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng dè dặt tứ oai nghi, phải cố gắng là gìn giữ lời nói, tâm hồn phải cho nó thanh thoát. Có được như vậy thì mình tu hành mới có mau gặp được cái sự an lạc và giải thoát. Còn nếu như ngược lại thì đau khổ tiếp nối đau khổ. Mà trên bước đường tu thì mình lúc nào cũng muốn, mong muốn là mình được an lạc, chứ không bao giờ mình mong là mình gặp đau khổ. Cho nên các Phật tử phải cố gắng giữ giới tinh tấn tu hành để cái an lạc, cái mạch an lạc nó tiếp nối mạch an lạc. Kính chúc quý nam nữ Phật tử tu hành tinh tấn. Và chúng con xin thành tâm thành kính tri ân ni trưởng viện chủ đã tạo duyên lành cho con được về chùa gặp đạo tràng, và xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho ni trưởng viện chủ, ni sư phó viện chủ và chư tôn thiền đức ni tại bổn tự luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và mọi Phật sự đều được quyên thành mỹ mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy mẹ con đi xuất gia tu học, kể từ đây lạy mẹ con đi bước theo ánh đạo từ bi, nghĩa ơn của mẹ trọn đời con không quên. Lạy mẹ con đi cách xa gia đình, kể từ đây vào nhà Như Lai tiếng tu tám nghiệp tình thanh, mai sau trở về lời lạc cho thế nhân. Mẹ ơi con biết rằng tình mẹ thương con vô bờ, không muốn cách xa con khờ, nhưng vì chỉ nguyện riêng con nên mẹ ngăn lệ nuốt sầu tiếng con đi. Mẹ ơi bên ánh đạo ngàn ngày an vui tu học, nhân nghĩa trí ghi trao dồi, đêm ngày hết lòng nói gương theo thầy chuyện cần, phát nguyện theo đức Như Lai. Lạy mẹ con đi bước theo sư phụ, hành lời tha nguyện cầu Như Lai sáng soi trí tuệ đời con, nghĩa ơn đáp đền để mẹ thôi nhớ mong. Mẹ ơi cũng rằng tình mẹ thương con vô bờ, không muốn cách xa con khờ, nhưng vì chỉ nguyện riêng con nên mẹ ngăn lệ nuốt sầu tiếng con đi. Mẹ ơi theo ánh đạo ngày ngày an vui tu học, nhân nghĩa trí ghi trao dồi, đêm ngày hết lòng nói gương theo thầy chuyên cần, phát nguyện theo đức Như Lai.
lạy mẹ con đi bước theo sư phụ hành lời tha. Nguyện cầu Như Lai sáng soi trí tuệ đời con, nghĩa ơn đáp đền để mẹ thôi nhớ mong, nghĩa ơn đáp đền để mẹ